Chào anh em nha, hôm nay 13 tháng 8 em bán cái bình xăng con đít gà SEC trái gà 22, hàng rã xe kho cực đẹp, chưa từng sử dụng tại Việt Nam. Em bán cái bình xăng con này là 4,5 triệu ha. Bây giờ mình quay cái quả gà trước ha, quả gà là không xước không liếm nha. Đó. Rồi bây giờ mình quay tiếp cái phần tổng thể bên ngoài ha. Đó. Cực đẹp luôn, giá 4,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332, shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng ha. Bình xăng con đít gài SEC, rã xe kho nội địa về, chưa từng sử dụng tại Việt Nam, tình trạng là cực đẹp, long lanh. Bên trong như mới ha. Tình trạng là hàng có sẵn tại tiệm. Cái bình này em có ký hiệu là mã F ha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332. Bình xăng con đít gài SEC, đế ga 22, VNS tăng đa cực đẹp, mã F, giá 4,5 triệu. Anh em có nhu cầu cứ alo em.